Rồi, chuyến xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy hàng sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay thì cũng lại giới thiệu với tất cả quý anh chị em và các bạn con quen pha tem sơn cá. Thì con này là đời 2008 anh em ạ, xe zin nhé. Xe thì cái dàn áo là zin nè, máy zin nè, bô bọng đồ là cam đường điền đều là zin hết nha mọi người. Thì cũng liên lạc chắc chắn đấy, anh em nào mà thích mấy cái dòng mà quay sơn cá thì có gì alo giúp em ha. Thì con này em báo giá luôn cho anh em tham khảo là con này giá 12 triệu thôi, 12 triệu nhá, chắc chắn liên lạc luôn anh em ạ. Thì anh em nào mà thích cái đời đầu á, có rất nhiều anh em thích mấy cái dòng quay đời đầu anh em ơi, sương cá đời đầu á, tại vì máy móc của cái thời đó đời đầu á, nó bền bỉ, nó chắc chắn và nó máy nó ấm hơn nhiều anh em ạ. Sau ngày về sau này xe nó chất lượng không bằng cái đời đầu ha. Thì con này là máy móc zin anh em, cần chân dàn áo này nó nói chung là liền lạc theo xe anh em ạ. Xe thì tình trạng hoàn hảo, anh em mua về là chạy luôn nhá, không phải sửa chữa hay làm bất kể vấn đề gì hết ạ. Tem bọc đồ ok, 12 triệu nha mọi người. Mỗi cho mượn tiền cũng được, chị cho mượn tiền đó, nó lỗi rồi để mai ngày sau cũng mới có. Nói chung là xe máy móc zin anh em ạ, lốc đồ đẹp ha. Lốc thì nói chung là lốc đồ cũng đẹp ha anh em, nguyên ha, không sơn dầm vậy ha. Hai lẻ bảy ha. Áo này áo zin anh em, đây nó hơi lỏng lỏng xíu ha, có gì bên em siết lại chắc chắn ha. Cầm đồng điền zin luôn, giá 12 triệu ha, biển còn 4 số anh em này, 60N7 này, 4371 này. Thì alo. Đấy, thích đời đầu thì alo ha, 0983533445 gặp trực tiếp làm việc trong cửa hàng. Đấy, bình xăng bình đồ ha, phía trong nè. Anh em nào mà thiện chí thì liên hệ giúp em. 0983533445. Tiếp đến cửa hàng làm việc vậy nha anh em.